Xin kính chào quý vị và các bạn, và bây giờ là thời lượng của bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam, và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mozambique và Campuchia. Đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Mông Cổ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thêm sâu sắc. Hội đồng Hương Thái Bình tại Ba Lan gặp mặt cuối năm nhằm tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2018. Vừa qua, tại thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung đã gửi thư chúc mừng đến cán bộ nhân viên công ty Movitel, liên doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tại Mozambique. Phát biểu nhân dịp này, đại sứ nhấn mạnh những công lao của Quân đội Việt Nam trong chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trước đây, khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của người lính đã được phát huy có hiệu quả trong thời bình với nhiệm vụ quân đội làm kinh tế. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí ấm tình đồng chí, đồng bào. Đây là truyền thống hàng năm của cộng đồng người Việt tại Mozambique. Các hoạt động nhân ngày 22 tháng 12 của Đại sứ quán đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần lao động, cống hiến của cán bộ đang công tác xa nhà, gắn kết tình quân dân và củng cố và đoàn kết cộng đồng. Cùng với Mozambique, vào tối ngày 17 tháng 12 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã diễn ra lễ bế mạc giải thể thao chào mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đây cũng là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là giải thể thao do Đại sứ quán phối hợp với Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia tổ chức với sự tài trợ của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Giải thể thao thu hút gần 100 vận động viên là cán bộ nhân viên Đại sứ quán các cơ quan và các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Các vận động viên đã thi đấu trong không khí sôi nổi, đoàn kết và hữu nghị. Với các môn thi đấu như bóng đá, bóng bàn, tennis và cầu lông, giải đấu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong tinh thần hữu nghị, góp phần tăng cường sự giao lưu đoàn kết tại Campuchia. Đại sứ Vũ Quang Minh và Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao tinh thần thi đấu của các vận động viên, đặc biệt là các vận động viên người Campuchia đến từ các doanh nghiệp. Ban tổ chức đã trao cúp vô địch và giải thưởng cho cá nhân và tập thể giành được thành tích cao trong hội thao. Chuyển sang các thông tin về kinh tế đáng chú ý. Vừa qua tại Yangon, Myanmar đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ hàng Việt Nam, Việt Nam Expo 2017. Sự kiện do Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Bộ Thương mại Myanmar đồng tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam đã cảm ơn Bộ Thương mại Myanmar và chính quyền vùng Yangon đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tổ chức hội chợ hàng Việt Nam hàng năm tại Myanmar. Hội chợ năm nay đã thu hút hơn 60 nhà sản xuất hàng đầu của Việt Nam tham gia trưng bày tại hơn 110 gian hàng, chủ yếu tập trung vào 5 ngành hàng chính gồm thực phẩm và đồ uống, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, máy móc, dược mỹ phẩm. Những năm gần đây, nhiều thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam đã thâm nhập tốt vào thị trường Myanmar. Nhiều mặt hàng của Việt Nam đã được người tiêu dùng Myanmar yêu thích bởi chất lượng và giá cả cạnh tranh. Hội chợ 2017 sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia và sự phát triển ngày càng sâu rộng của mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam và Myanmar. Vừa qua, tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Đoàn Thị Hương đã thăm và làm việc với công ty dược phẩm Monopol Pharmaceutical. Đây là một trong những doanh nghiệp do nhà đầu tư Việt Nam đầu tư trọng điểm vào Mông Cổ. Thay mặt ban lãnh đạo, đại diện công ty phía Mông Cổ đã báo cáo với đại sứ một số nét hoạt động của công ty. Trên nền tảng nguồn nguyên liệu sạch từ thảo nguyên Mông Cổ, các mặt hàng của công ty đã được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với dây chuyền sản xuất hiện đại, bột chiết xuất xương ngựa, các sản phẩm từ sữa lạc đà và dê. Những sản phẩm này của công ty cũng đã được phân phối trên nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Đại sứ Đoàn Thị Hương bày tỏ sự phấn khởi về hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hợp tác liên doanh giữa nhà đầu tư Việt Nam với Mông Cổ. Đại sứ cũng khẳng định, Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Tháng 8 năm 2017, Ủy ban Liên Chính phủ hai nước đã có phiên họp thứ 16, ký kết nhiều nội dung hợp tác quan trọng thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước. Đại sứ mong liên doanh hợp tác giữa hai công ty ngày càng được mở rộng và phát triển, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả nội dung mà hai nước đã ký kết.
Một tin vui trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vòng chung kết cuộc thi an ninh mạng toàn cầu 2017 vừa chính thức kết thúc tại Hà Nội. Năm nay lần đầu tiên sau 3 năm giải đấu được tổ chức ở quy mô quốc tế, đội Việt Nam đã giành ngôi vị quán quân. Giải nhì thuộc về đội Đài Loan Trung Quốc và giải ba thuộc về đội Mỹ. Đội giải nhất nhận được phần thưởng 10.000 đô la Mỹ. Một điểm mới của cuộc thi năm nay là đề thi được thiết kế nhằm đánh giá được khả năng chuyên môn toàn diện của từng đội thi. Điều đặc biệt, mỗi khi giải thành công một đề thi, các hình ảnh, nội dung giới thiệu về các di sản văn hóa Việt Nam như trống đồng, tranh dân gian, ca dao tục ngữ, phong tục tập quán, lễ hội sẽ xuất hiện, giúp các đội hiểu thêm về văn hóa con người Việt Nam. Theo Cục An toàn Thông tin, việc phối hợp với Tập đoàn Công nghệ tổ chức cuộc thi cùng với sự tham gia của Cộng đồng An ninh mạng Việt Nam trong công tác ra đề thi đã góp phần đưa cuộc thi mang tính cộng đồng sâu rộng, thu hút được số lượng lớn các đội thi từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới. Cuộc thi năm nay có chủ đề Di sản Việt Nam, Vietnam Heritages, thu hút 452 đội đến từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 12 tại Warsawa, đông đảo bà con, dâu, rể người Thái Bình tại Ba Lan đã đến dự cuộc gặp mặt thân mật cuối năm và chào đón năm mới 2018. Một số bà con Thái Bình tại Ukraine cũng đến dự buổi gặp mặt. Mở đầu buổi gặp mặt, trước tình hình cơ quan chức năng Ba Lan đang kiểm tra việc kinh doanh của các công ty, một số người am hiểu luật pháp trong hội đồng hương đã tư vấn cho bà con một số vấn đề kinh doanh, cư trú bất hợp pháp tại Ba Lan và trả lời những thắc mắc của bà con về các vấn đề này. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hội cũng đã tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018, trong đó có việc chuẩn bị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội. Năm 2018, Hội Đồng Hương Thái Bình sẽ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập với cái chủ đề là lễ hội Hội Đồng Hương Thái Bình 15 năm một chặng đường. Ngoài ra mùa hè thì chúng tôi sẽ tổ chức cho bà con đi tham quan dã ngoại ở có thể là thành phố Cà Đanh hoặc Cửa Đinh Nha, nơi một cái thắng cảnh rất là đẹp của Ba Lan. Ngoài các cái hoạt động ra thì chúng tôi cũng có nhiều các cái hoạt động khác để cho bà con. Đến với buổi lễ, bà con vừa được thưởng thức những món ăn quê hương, vừa thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các anh chị em người Thái Bình biểu diễn. Còn các cháu nhỏ thì được ông già Noel tặng cho những món quà Giáng sinh. Trong thời gian qua thì cái hội bà con ở trong Hội Đồng Hương Thái Bình đã rất là đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Thì tôi mong rằng trong cái thời gian tới này thì cái tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau phát huy tốt hơn nữa. Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, đầy tình làng nghĩa xóm. Hội Đồng Hương Thái Bình thành lập cách đây 14 năm. Trong thời gian qua, hội đã tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại. Hội cũng đã có nhiều đóng góp xây dựng quê hương Thái Bình. Còn tại Pháp, vào cuối tuần qua, Hội Tre Xanh đã tiến hành tổ chức đón lễ Noel 2017 tại lớp dạy tiếng Việt ở thủ đô Paris. Tham dự có bà Kiều Thu, Chủ tịch danh dự Hội Tre Xanh và đông đảo các thầy cô, các phụ huynh và người thân của các học sinh. Lễ đón Noel cũng là dịp để các cháu chia tay bạn bè và thầy cô để bắt đầu cho kỳ nghỉ Noel và năm mới. Các bậc phụ huynh có dịp để gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi cũng như là cảm ơn các thầy cô đã dạy con cái mình. Sau màn văn nghệ, mọi người cùng thưởng thức ẩm thực Việt do các cha mẹ học sinh tự làm và đem đến góp vui. Hội Tre Xanh đã được bà Kiều Thu cùng một số bạn bè thành lập tại Paris từ năm 2010. Hội chuyên giới thiệu và truyền bá văn hóa Việt Nam thông qua việc dạy tiếng Việt, các bài hát Việt và nhạc cụ dân tộc, võ Việt Nam cho các cháu con em Việt Kiều thế hệ thứ hai hoặc thứ ba và các bạn Pháp muốn tìm hiểu văn hóa và các môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Hội đã thu hút được sự chú ý của nhiều gia đình Pháp Việt. Hội Tre Xanh có nhiều lớp dạy tiếng Việt, dạy đàn tranh, đàn trưng. Ngoài ra, hội còn mở lớp tiếng Việt cho các ông bố trẻ người Pháp. Được thành lập từ năm 2012, câu lạc bộ Sơn Ca Praha hiện có 30 cháu là con em người Việt thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, từ 7 đến 16 tuổi, đang theo học các môn năng khiếu như múa, hát và chơi nhạc cụ dân tộc. Ngoài các môn năng khiếu, tại đây các cháu còn được học tiếng Việt qua những bài hát và điệu múa của Việt Nam. Trong năm qua, câu lạc bộ đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn cho cộng đồng, các lễ hội văn hóa tại khắp các tỉnh thành trên toàn Cộng hòa Séc và đạt được nhiều giải cao. Phát biểu tại buổi tổng kết hoạt động năm 2017 và đêm nhạc mừng Giáng sinh và năm mới 2018 của câu lạc bộ vào ngày 16 tháng 12,
ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cũng chia sẻ mong muốn các bậc phụ huynh sẽ quan tâm hơn nữa tới con cháu và đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, có một người phụ nữ dân tộc Tà Ôi đã hồi sinh nghề dệt giang, tức là nghề dệt thổ cầm. Đó là chị Mai Thị Hợp, chủ nhân hợp tác xã dệt giang, đang tạo việc làm cho 30 phụ nữ. Nghề dệt thổ cầm có từ hàng trăm năm nay tại đây, nhưng chủ yếu mang tính chất tự cung tự cấp và dần bị mai một. Thế nhưng chị Hợp đã làm được một việc khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là giới thiệu sản phẩm quê hương mình ra ngoài địa phương và cả nước ngoài. Mong ước của hồi còn nhỏ vì thấy mẹ dệt là mình muốn dệt thôi. Mình muốn là tự hào để cái trang phục của mình. Những tấm thổ cầm xuất hiện trong những lễ hội trang trọng nhất, được tạo từ sợi và hạt cườm. Chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên tham gia hợp tác xã. Chị em có thể làm tại nhà và tranh thủ vào ban đêm. Trung bình mỗi người có thêm từ 2 đến 4 triệu mỗi tháng. Chỗ mô cũng chị Hợp đi bán được và chị vô hợp tác bên chị Hợp vì chị Hợp giỏi thì được đi bán đồ vậy. Không gian sinh hoạt văn hóa chung của cả thị trấn vừa để du khách tận mắt sự khéo léo của chị em dân tộc. Sau giờ lên nương, mọi người ra đây, chị Hợp lại hướng dẫn thêm những mẫu hoa văn mới. Từ thị trấn A Lưới ra thành phố Huế, đoạn đường gần 2 tiếng đồng hồ, chị vẫn theo những chuyến xe mỗi tháng như vậy để tìm nơi bán sản phẩm. Cửa hàng trưng bày sản phẩm thổ cẩm A Lưới đầu tiên đã xuất hiện tại thành phố Huế. Làm thế nào là những chị em khó khăn mà mình được giúp một phần nào đó là cái đã là đối với bản thân rất rất vinh dự và tự hào đối với cả chị em. Và được chị em hưởng một ít, mặc dù đồng tiền một ít nhưng tâm lòng nhiều là cái nở là chị em rất là phấn khởi. Trên mỗi bộ trang phục thì nó còn là ẩn chứa những tầng sâu văn hóa, đó còn là hình ảnh những cánh hoa sim tím hay là những họa tiết hoa văn trên những bức tường nhà rông truyền thống. Bộ trang phục này cũng rất nhiều những sản phẩm dệt thủ công của người dân ở đây đã xuất hiện tại những sàn diễn thời trang trong nước quốc tế, sang Nhật đến Pháp. Và có một điểm đặc biệt là tại những sàn diễn thời trang ấy thì chị Hợp cùng chị em dân tộc ở đây đã trở thành những người mẫu không chuyên, chỉ với một mục đích duy nhất thôi, đó là đưa những sản phẩm này vượt xa khỏi những bản làng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại những chương trình đặc sắc khác của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.